Thưa quý vị, nhu cầu thiết lập các trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet hay là sử dụng mạng xã hội là một phần quan trọng của cuộc sống. Thế nhưng mà hiện nay thì Internet và mạng xã hội có thể bị lợi dụng để trở thành những vũ khí chính trị khi mà các đối tượng xấu thì lợi dụng sự hiếu kỳ, tò mò của người dùng hay là khơi dậy những cái ham muốn cá nhân của các chủ tài khoản khi mà thể hiện rằng mình biết các thông tin hay và độc đáo. Quy định số 85 ra đời ngày 7 tháng 10 năm 2022 của Ban Bí thư đã nâng cao hơn nữa nhận thức và trách nhiệm của mỗi cán bộ đảng viên trong việc thiết lập và sử dụng trang thông tin điện tử cá nhân trên Internet và mạng xã hội. Mục tiêu cao nhất vẫn là nâng cao hơn nữa bản lĩnh trước các luồng thông tin. Chúng ta không né tránh bài bác mạng xã hội, nhưng cũng tuyệt đối không để mạng xã hội làm lung lay bản lĩnh. Hàng ngày mình vẫn dành thời gian khoảng 15 đến 30 phút để mình lên những cái trang thông tin chính thống trên Facebook để mình đọc những cái bài viết. Và ngày hôm nay thì mình cũng có đọc được cái bài viết về ra mắt sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về đường lối quân sự và chiến lược quốc phòng. Thì mình đọc, mình cảm thấy bài viết này cũng rất ý nghĩa và mình muốn lan tỏa cho tất cả mọi người xung quanh của mình đều biết. Thì mình share bài viết đó về trang Facebook cá nhân để cho mọi người có thể thấy và có thể tìm đọc được quyển sách này. Bản thân khi mà ở phường tổ chức những cái hoạt động thì mình cũng dùng cái kênh Zalo cá nhân của mình để chia sẻ những cái bài viết viết trên cái trang Zalo của phường để lan tỏa được cái sự tích cực của những cái hoạt động. Đảng ủy phường 4, quận 3 thường xuyên quán triệt, tuyên truyền quy định của đảng, pháp luật của nhà nước liên quan đến sử dụng Internet, mạng xã hội, nhất là luật an ninh mạng. Quy định số 85 của Ban Bí thư đến cán bộ công chức đảng viên tại cấp ủy 13 chi bộ, hệ thống mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội. Phường cũng có trang thông tin điện tử phường 4, quận 3 và có nhiều kênh thông tin qua Zalo, Facebook của các cấp ủy chi bộ, khu phố và thường xuyên cập nhật hoạt động của phường và quận, chia sẻ thông tin về chủ trương của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, những câu chuyện đẹp, cách làm hay, các mô hình, điển hình, sáng kiến mới. Ủy ban nhân phường nhắc nhở cán bộ công chức là phải thường xuyên cập nhật thông tin, chia sẻ thông tin tích cực trên mạng xã hội và thực hiện này nhắc nhở thường xuyên thông qua các cuộc giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý và trong các đánh giá hàng tuần các khối ngành đều có thường xuyên nhắc nhở. Thì qua thời gian qua thì cán bộ công chức đều thực hiện chia sẻ đều đặn các cái tin hoạt động trên địa bàn phường thông qua các trang như Facebook của phường là bản tin phường 4 và lấy những thông tin từ trang Sao Vàng rồi của là bản tin của quận để chia sẻ. Là góp phần là lan tỏa những cái thông tin tích cực và những thông tin chính thống trên mạng xã hội. Như vậy thì qua việc triển khai thực hiện cái quy định 85 này thì thấy rằng là cán bộ đảng viên, công chức viên chức đã có cái nhận thức rõ hơn về việc là sử dụng đúng cái mạng xã hội để mình lan tỏa những cái thông tin tuyên truyền tích cực, chính thống đến người dân, qua đó giúp người dân người ta tin tưởng vào hơn vào sự lãnh đạo của đảng và sự điều hành của chính quyền trong thời gian vừa qua. Thưa quý vị, vấn đề nhận thức đóng vai trò cốt tử. Nhận thức đến đâu thì hành động đến đó. Và một trong những yếu tố quan trọng nhất tác động đến nhận thức của mỗi người đó chính là nguồn thông tin. Do đó mà những mô hình, những cách làm hay như là những trang thông tin điện tử hay là những fanpage cung cấp nguồn thông tin chính thống để mọi người có thể tham khảo từ đó lan tỏa chia sẻ là vô cùng cần thiết. Mời quý vị đến với mô hình tại thành phố Thủ Đức. Là quản trị viên của Cổng Thông tin Điện tử thành phố Thủ Đức, trang cung cấp thông tin chính thống của thành phố Thủ Đức, anh Thành luôn ý thức vai trò, trách nhiệm của mình, từ đó không ngừng trau dồi nhiều kỹ năng để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao. Cổng thông tin điện tử thành phố Thủ Đức là kênh thông tin chính thống đã đạt được 5.000 bài viết đăng tải, hầu như là ngay lập tức những cái thông tin về tình hình kinh tế, xã hội. Cái người biết đăng tải thì phải cần một chút về công nghệ, cũng như biết về một chút về kỹ thuật. Để bài viết ở trên cổng tin nó sẽ sinh động, nó sẽ mang cái tính chất động hơn là ở trên báo giấy thông thường. Với địa bàn rộng, thành phần dân cư đa dạng, công tác quản lý vận hành thành phố Thủ Đức đặt ra yêu cầu đổi mới về phương thức, hình thức tuyên truyền, làm sao đảm bảo trực quan sinh động. Các ngành, các cấp cơ sở trực thuộc thành phố Thủ Đức đều đã tận dụng Internet, mạng xã hội để tiếp cận người dân, chủ động cung cấp thông tin chính thống và nhanh chóng nhất. Mình cũng cần phải thường xuyên là theo dõi, nắm bắt những cái tin bài, những bài đăng của các chi bộ cũng như là đảng viên, nhân dân. Khi mà mình phát hiện những cái tin bài viết không đúng sự thật, tham mưu đảng ủy phường để có cái hướng mà kịp thời xử lý được tốt hơn.
thì đảng ủy phường có thực hiện cái việc là cung cấp thông tin, những cái thông tin đúng, chính thống và kịp thời định hướng để cho các cái chi bộ, cán bộ đảng viên và đội ngũ cán bộ công chức của phường để có thể thực hiện cái việc chia sẻ, lan tỏa những cái thông tin tích cực để đưa thông tin theo phương châm là lấy cái đẹp dẹp cái xấu và lấy cái tích cực đẩy lùi tiêu cực. Có thể nói rằng chính cơ quan nhà nước là nơi có điều kiện tốt nhất để cung cấp nhanh nhất và chính xác nhất các thông tin về lĩnh vực do đơn vị quản lý trên môi trường mạng. Tuy nhiên, điều kiện tốt nhất đó sẽ chỉ có khi các cơ quan nhà nước đảm bảo sử dụng những trang thông tin điện tử, mạng xã hội do mình nắm giữ đúng cách và hiệu quả. Thì tổ chức cơ sở đảng 34 phường cũng đã thực hiện chuyển tải những nội dung chính thống đến cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên qua các hội nghị hàng tuần được triển khai đến cán bộ, đảng viên khu phố, đồng thời cũng chia sẻ những trang thông tin chính thống của thành phố Thủ Đức. Đối với thành ủy Thủ Đức thì có trang thông tin chính thống đó là trang Thủ Đức xưa và nay và trang chính quyền thành phố Thủ Đức, đồng thời tương tác tích hợp với 273 trang mạng xã hội của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội cấp thành phố Thủ Đức và cấp cơ sở để chúng ta lan tỏa nhiều hơn nữa những vấn đề cốt lõi một cách chính thống. Thưa quý vị, việc sử dụng Internet nói chung và mạng xã hội nói riêng là lựa chọn của mỗi người. Chưa nói đến việc là có thích hay không, thế nhưng mà vì công việc, vì giao tiếp, vì các mối quan hệ xã hội mà chúng ta vẫn phải dùng đến. Đó cũng là thành tựu của công nghệ có thể hữu ích về rất nhiều mặt. Thế nhưng trên hết thì vẫn phải phục vụ cho lợi ích của quốc gia, lợi ích của dân tộc. Do đó mà mỗi người chúng ta, đặc biệt là các cán bộ, đảng viên phải nỗ lực học tập, thường xuyên cập nhật kiến thức và đặc biệt đó là rèn luyện bản lĩnh để có thể vững vàng làm chủ không gian mạng và lan tỏa những điều tốt đẹp.